Chồng con vừa nhìn thấy con không biết có chiến thuật gì không là đi vào chặt gà. Con bị đưa vào thế, đi vào chặt gà xong rồi thì là sau hôm đấy thì gọi là có ấn tượng một chút với cả người kia. Bạn này trông trắng hay trông BD? Có BD thật không? Thì là bạn con bảo là không. Bạn hình như cũng yêu con gái là mọi người mới chơi cái trò nói thật. Thì mới hỏi Ki là Ki có thích Mai không? Ra Ki bảo Ki có. Là đúng lúc say hỏi ạ. Dạ hai gia đình hai bên thì trộm vía cả hai đứa cùng ế ạ. Cho nên gia đình con sốt ruột lắm ạ. Đấy thuyền, đấy ngay và liền luôn đúng không con? Lời đầu tiên con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận ạ. Con xin tự giới thiệu con là Mai Anh. Con bây giờ là 29 tuổi. Nghề nghiệp của con, nghề chính thì là làm mẹ, còn nghề phụ thì là vợ của ca sĩ ạ. Đó. Dạ đầu tiên thì cho phép Chiki cũng như là con xin được gửi tới cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận một lời chào và một lời kính chúc sức khỏe thân thương nhất ạ. Trước tiên thì Chiki là một ca sĩ, hiện tại bây giờ đang làm ca sĩ tự do ạ. Con cũng như vợ con là hiện tại bây giờ cũng 29 tuổi ạ. Mới 29 xuân rồi ạ. Vậy hả? Trời ơi, cô rất là muốn con tặng cho cô, chú Thuận cũng như là tất cả các bạn ở đây một cái bài hit của con đi. Bài Đừng Như Thói Quen. Ôi, hiểu biết luôn ạ. Trời, biết sao không? Dạ, chắc là con xin phép được hát một cái điệp khúc ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ấy. Dành tất cả thanh xuân để thương một người, giờ chỉ còn là giấc mơ. Hay quá. Tôi nhớ con thời á, chú đi game show đó, nó có một câu á, dành tất cả thanh xuân để chơi game show. đây là một bản hit mà đã đạt được hình như là cả 100 triệu view. Dạ đúng không, trên YouTube. Dạ. Đây là một ca khúc rất là thành công. Bây giờ chúng ta quay trở lại thời gian đi. Đúng rồi. Quay trở ngược lại thời gian. Không biết rằng là các bạn gặp nhau trong một cái trường hợp nào và lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng gì về nhau? Cái lần đầu tiên gặp nhau của bọn con thì nó cũng hơi buồn cười một xíu. Lần đầu tiên con cũng chia sẻ này với mọi người, chưa kể cái này bao giờ. Cái hồi đấy là bọn con chơi chung một hội bạn nhưng mà là hai nhóm riêng, hai tốp riêng. Thì là cái tốp này đi chơi trước thì là mọi người mới bảo là con cũng lâu quá rồi, con chưa có người yêu. Mà Ki cũng lâu quá rồi, cũng chưa có người yêu. Thế là hai đứa thì đều cô đơn. Thế là bạn con mới bảo là hai đứa này có tính cách khá giống nhau thì hay là thích xem thời sự, hay là giới thiệu chúng nó cho nhau để chúng nó xem thời sự với nhau. Thế là bạn con mới bảo là bây giờ sắp xếp một cuộc gặp cho hai đứa nó gặp nhau. Chồng con vừa nhìn thấy con không biết có chiến thuật gì không là đi vào chặt gà. Con bị đưa vào thế. Đi vào chặt gà xong rồi thì là sau hôm đấy thì gọi là có ấn tượng một chút với cả người kia. Nhưng mà trước đó là con đã nghe bài của bạn chưa? Con đã biết bạn... Tức là con cũng có biết bạn là ca sĩ thôi, chứ con không có ấn tượng gì lắm. Con có bạn con đi quay chương trình game show với cả bạn. Thì con mới hỏi là bạn này trông trắng hay trông BD? Có BD thật không? Thì là bạn con bảo là không. Bạn hình như cũng yêu con gái mà. Xong thì sau đấy con cũng không quan tâm lắm. Thì nói chung là đến lúc mà gặp thì con cũng kiểu con cũng không quan tâm lắm đâu. Thế còn Jay thì sao nào? Lúc đầu khi mà con gặp bạn này thì bạn ngồi trong góc, bạn không nói gì hết, bạn cứ nhìn. Xong đến cái khi mà bọn con ngồi nói chuyện, sau khi mà chặt gà xong ngồi xuống nói chuyện ăn uống với nhau, có uống vài chén thì lúc đấy bắt đầu bạn nói chuyện. Nhưng mà mỗi cái câu chuyện của bạn nói thì tất cả mọi người đấy đều không ai hiểu cả, bởi vì là bạn nói rất là chậm. Đến cái khi mà bạn nói xong thì ở đấy có mỗi mình con hiểu thôi. Vậy cho nên là xong rồi tất cả mọi người bảo là chắc hai đứa này sinh ra dành cho nhau. Sau hôm đấy bọn con cũng bình thường thôi. Bọn con cũng có đi chơi chung với một hội bạn rất nhiều ngày nữa, vài tháng thì là có sinh nhật con. Đến sinh nhật con thì là con mới được bạn thân của bạn này nói chuyện, chạy qua nói chuyện con là chị ơi, nói chung là anh Ki thì kiểu cũng hay buồn lắm, ở nhà kiểu hay thơ thẩn, ngày ngủ đêm thức ấy ạ, để kiểu sáng tác hay làm gì thì con cũng không biết, mà ý là thời gian rất là lẫn lộn, mà ăn uống thì lung tung. Xót thương đấy, cho cái hoàn cảnh của cô Ki. Kiểu ý là thấy là bạn này kiểu bị cô đơn quá ấy. Thế là nhờ con là kiểu nói chuyện giao tiếp với Ki nhiều hơn để nhỡ chẳng may mà có hợp nhau. Thì là sau hôm đấy thì con cũng biết thế thôi. Và sau đấy thì bọn con có một chuyến đi Đà Lạt, mọi người mới chơi cái trò nói thật. Mới hỏi Ki là
Ki có thích Mai không? Ừ. Là Ki bảo Ki có. Ồ. Thế đúng lúc say thì hỏi. Nhưng mà say là người ta nói thật nha. À. Những người khi say là thường nói thật. Rồi đến khi nào thì mới có những cái buổi hẹn hò thân mật với nhau? À, sau một vài lần khi mà bạn thấy thương cho cái tình trạng của con quá thì bạn bắt đầu nấu cơm gửi sang, bởi vì là bạn thấy là suốt ngày đi ăn ở dưới mua đồ ăn sẵn về ăn. Sau một thời gian thì bọn con hẹn nhau đi xem phim. Lúc đấy thì xong bắt đầu con cũng có ngỏ lời là cho mình tìm hiểu bạn. Thế rồi có bạn có nhận lời liền không? Không. Thế á? Thế con bị mất bao nhiêu lần thì bạn mới đồng ý? Một lần đấy thì rất là lâu luôn đấy. Cũng là vài tháng đấy ạ. Hình như là tầm khoảng 5 tháng hay sao ấy. 5-6 tháng rồi. Dài rồi nha. Xong rồi đến lúc đấy là con có được mời đi một cái game show về tình cảm. Hẹn hò. Con thấy im lâu quá rồi, thế là con đi thôi. Thì sau rồi tự nhiên bài xuất hiện. Bọn con cũng có hẹn nhau rất là nhiều lần, nhưng mà trước khi mà quen bạn ấy là con giống như là bị mất niềm tin tình yêu ấy ạ. 3 năm trời con không quen ai cả. Ngày xưa còn có suy nghĩ là sẽ không lấy chồng luôn. Không lấy chồng, chỉ nhận con nuôi. Mà tại sao con lại thay đổi cái suy nghĩ của mình? Có phải là do là con bị bạn này chinh phục không? Dạ không ạ. Thì tức là con suy nghĩ khá là nhiều. Tự nhiên bạn lên show hẹn hò thì lúc đấy thì con tự nhiên con nghĩ là chắc có khi là mình không nghĩ nữa mà đến đâu thì đến. Vâng, thì là mình sẽ tự cho mình một cơ hội. Con cũng có quen biết với ekip chương trình nên là con nhờ mọi người sắp xếp cho con đi lên trên đấy bất ngờ xuất hiện. Thế là bạn cũng khá là bất ngờ. Và khi gặp nhau trên một cái sân khấu, trên một cái chương trình như vậy thì lúc đó cái cảm xúc con là sao? Đầu tiên là con bất ngờ, hoang mang, không hiểu sao lại có mặt ở đây. Nhưng mà vui không con? Có vui hồi hộp đúng thật không? Thật ra lúc đấy con có một cái luồng suy nghĩ thoáng qua đầu là tại sao đến đây, hay là vì mình. Ngay từ khi mà con nhìn thấy, con quay lại con nhìn thấy thì con thấy là phải lên để nó tỏ tình thôi, chứ không để cho bạn chọn ai khác. Và khi tỏ tình trước tất cả mọi người thì lúc đó làm sao? Thật ra là lúc đấy con cũng là một người kiểu cũng đứng trên sân khấu nhiều rồi. Nên là con biết cách để kiểm soát cái cảm xúc của mình nhiều hơn. Vậy là cái khi mà con lên như đấy nói bạn thì xung quanh đấy không có ai hết, chỉ có mình con và bạn thôi. Khi mà con đã xác định là con sẽ tham gia cái chương trình đấy thì là con sẽ chuẩn bị tâm lý cho mình trước là mình sẽ nói gì, mình sẽ như thế nào, xong rồi lên đến nơi thì con cũng quên. Nói chung con cũng hơi xúc động ấy ạ. Nhưng mà sau đó là có trao nhau một nụ hôn không? Lúc mà cắt máy rồi thì lúc sau bọn con ôm nhau ở trong cánh gà. Sau cũng có thơ lên trán bạn. Thơm lên trán thôi. Nhưng mà cái nụ hôn đầu tiên của tụi con là ở đâu? Nụ hôn chính thức của hai người yêu nhau á. Còn nhớ nhất cái cảm xúc cái lúc mà hai đứa chạm môi nhau ở trong rạp chiếu phim. Cái lúc đấy là kiểu cảm giác kiểu hai đứa đang kiểu mân mê để được chạm vào tay nhau một tí thôi á. Sau rồi tự nhiên quay sang cái thì bạn ấy cũng quay sang, thế sau rồi con hôn luôn, mạnh dạn luôn. Nhưng mà lúc đấy là chưa chính thức quen nhau ạ. Lúc đấy là bạn vẫn thích con thôi ạ. Nhưng mà gia đình hai bên có ủng hộ không? Dạ, gia đình hai bên thì trộm vía cả hai đứa cùng ế ạ. Cho nên gia đình con sốt ruột lắm ạ. Đẩy thuyền, đẩy ngay và liền luôn đúng không con? Rồi sau đó là bao lâu mới cưới? Sau đó thì cũng khoảng vài tháng ạ. Thì là bọn con cưới nhau. Là bây giờ đã có một em bé rồi? Vâng ạ. Bọn con có một em bé rồi. Mới đây thôi à? Còn chưa được tổ chức đám cưới nữa. Vâng ạ. Nhưng mà đã đăng ký kết hôn rồi. Vâng ạ. Đúng không? Vâng, lúc đấy là do dịch cho nên bọn con cũng chưa tổ chức được. Bạn còn trẻ quá, quen nhau nói chung cũng mới thôi chứ cũng không lâu. Nhưng mà không biết là về ở với nhau rồi thì có nhiều tật xấu nó lòi ra không con? Nhiều chứ ạ. Đứa nào kể trước đây? Nhất là con. Con không cần tự thú trước bình minh, tự động sẽ có người khui ra. Kể đi Mai, bữa nay cho fan có Ki biết luôn. Nói chung là chồng con thì trước khi mà quen nhau thì là con gọi một cái là Ki sẽ lên đường luôn, đi ra ngoài búc xe ngay lập tức. Còn bây giờ thì con mà bạn đi ra ngoài thì chồng con sẽ phải chuẩn bị quần áo này, giày dép này, phụ kiện, mũ trang các kiểu. Nói chung là rất là lâu, khoảng tầm nửa tiếng, còn lâu hơn ở con nữa. Nhưng mà lúc nào cũng nói với con một câu là em cứ vào chuẩn bị, anh xong rồi. Đấy, nhưng mà xong rồi con vẫn phải chờ 30 phút nữa. Tức là chồng con thì sợ là đi ra ngoài là phải giữ hình ảnh. Cho nên là chồng con rồi. Luôn luôn là hơi điệu một tí. Kỹ lưỡng, thôi cái đó cho phép, cái vâng. đó cái Nhưng đó mà, nhưng con mà à? ý con là lúc mà con bảo chuẩn bị thì không chuẩn bị, mà con chuẩn bị xong rồi thì mới bắt đầu ấy ạ. Thì đó là đời đó.
Nhưng mà đi ra ngoài thì chỉnh chu, nhưng mà ở trong nhà thì sao? Thôi ở trong nhà thì lôi thôi như nhau ạ. Lôi thôi như nhau ạ. Cả hai đứa con đều lôi thôi ạ. Không, cũng phải chấp nhận thôi. Tại vì để ca sĩ xả này. Không phải ca sĩ mà xả đó con. Chứ bây giờ đóng thùng đóng hộp nhiều quá mệt lắm. Thì ra ở nhà là sướng nhất. Ở nhà là cứ xả ra. Vâng, hôm nay nhìn con như này thôi chứ ở nhà con cũng đồ bù tóc rối lắm. Con cũng chỉ có thời gian dành cho con là hết ngày rồi. Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Có hay cáu không? Có ạ, nói chung là thỉnh thoảng sẽ bị kiểu hơi khó tính ạ. Hơi cáu gắt ạ. Mà cáu gắt với ai? Cáu gắt là vì bọn con là sinh con xong rồi không có nhiều thời gian dành cho bản thân này, không có nhiều thời gian dành cho nhau, cho nên là bị hơi stress, hơi kiểu khó chịu với người kia một tí. Thì sau nói chung là bọn con sẽ giải quyết cái vấn đề đấy ngay lập tức, sẽ nói chuyện với nhau là tại sao lại như vậy. Nó hay cáu hơn so với cái lúc mà đang chưa quen con. Nhau. Vâng. À, thế con ơi, vâng. Stress lắm, nuôi một đứa con không đơn giản. Vâng, đúng rồi ạ. Rồi bây giờ có mong muốn khi thay đổi điều gì không Mai? Dạ, thật ra là không ạ. Tại vì là bọn con chấp nhận tất cả những cái điều đấy, cho nên là con với Kỳ thì không mong muốn là người kia phải thay đổi gì cả. Con chỉ muốn là ý là cái đấy nó bớt đi một chút thôi ạ. Không biết anh Kỳ này anh có lãng mạn không ta? Chồng con thì không phải là một người kiểu quá lãng mạn, nhưng mà chồng con sẽ không lãng mạn bằng hành động, chồng con sẽ lãng mạn bằng lời nói. Đến một cái ngày kỷ niệm hoặc là một cái ngày lễ gì đấy mà chồng con mà không mua quà hay là không biết con thích gì thì chồng con sẽ nói chuyện với con hoặc là nói những cái lời yêu thương cũng ổn ạ. Nói chung là tùy người, có người thì nói, có người thì hành động. Vâng. Nhưng mà thực ra khi mà đã là vợ chồng rồi á thì nói mình thấy vẫn thích. Tại con cảm thấy là đôi khi trong một mối quan hệ hôn nhân thì cái quan trọng nhất đấy là cái sự kết nối với nhau. Và đấy, nhất là cái khi mà nói chuyện được với nhau thì đấy là cái điều hạnh phúc nhất. Đấy, đúng rồi. Đôi khi là nói chuyện theo kiểu đúng nghĩa là bạn bè chí cốt nữa thì lại càng sướng nữa. Rồi bây giờ tới khi đó. Cô ấy như thế nào? Nói chung là sau cái quãng thời gian sinh xong thì vợ con bắt đầu cũng hơi càu nhàu. Thi thoảng hay càu nhàu chuyện linh tinh ấy, kiểu là bị khó chịu trong người ấy. Lúc đấy đầu cũng đang bị bốc hỏa cho nên là suy nghĩ sẽ không được thoáng, không được thoải mái nên là cũng rất dễ cáu. Nhưng mà mỗi lần cầu nhau như vậy có khiến con cảm thấy khó chịu không? Tất nhiên là lúc đấy con sẽ khó chịu rồi. Và con phản ứng là như thế nào? Thường thì là con sẽ nói ngay lập tức luôn lúc đấy à. Bởi vì bọn con không có cái khái niệm là sẽ mỗi đứa là đi vào một góc. Mà là từ trước giờ có vấn đề gì là sẽ nói ngay lập tức lúc đấy, để giải quyết ngay lúc đấy. Thì nó sẽ không có những vấn đề tồn đọng. Thì mối quan hệ nó sẽ luôn luôn thoải mái. Ok, quá hay. Con có mong muốn vợ con thay đổi điều gì không? Chắc là cái điều mà con mong muốn nhất là bớt cầu nhau đi thôi, nhưng mà cái đấy phải cần thời gian. Tại là bây giờ cũng đang trong... Nhưng mà tự dưng cầu nhau à? Nó phải có vâng, lửa mới có khói. Vâng. Nói chung là nhiều lúc con tự cảm thấy ngứa mắt thì con cũng cầu nhau. Con không nói sai đâu. Ví dụ như là để không đúng chỗ cái này cái kia thì con cũng kiểu cảm thấy khó chịu ấy, tự nhiên con cảm thấy trong người khó chịu thì con cầu nhau thôi. Tự nhiên mắt nói, phải nói. Vâng. Xong rồi nhưng mà chẳng may mà cái lúc đấy mà chồng con mà cũng khó chịu là chồng con với con là cãi nhau luôn. À, cô nói con nghe, thường phụ nữ á, lúc mà sau sinh á, là khoảng 5-6 tháng hay là 1 năm đổ lại là cơ thể chưa có lấy lại được vóc dáng. Cho nên nhiều khi mới hay có cái chuyện cầu nhau hay là hay có những cái chuyện mà khó chịu hoặc là tủi thân khóc lóc, chứ còn con là dáng của con á, là chuẩn của một người chưa bao giờ sinh luôn. Nhưng mà đôi khi vẫn bị stress xong rồi tự buồn, nhìn gương tự buồn bởi vì là bị gầy quá. Nói chung con cũng bị stress là vì con bị tụt cân ấy ạ. Vâng. Tức là khi mà lên bàn đẻ là con 49 cân. Mà cái thời gian vừa rồi không có ai giúp đỡ thì con còn 40 cân. Trời ơi. Vâng. Xong rồi bây giờ thì con lên lại được khoảng tầm 42-43 cân. Thôi con gắng lấy lại. Lấy lại phong độ khoảng 45-46. Đúng rồi, chị là 45 thôi con. Tức là nếu như mà gầy quá thì con cảm giác là con bị yếu ấy ạ. Con không có sức để làm gì cả. Đúng rồi. Nhiều lúc con đứng ở trước gương mà con kiểu hơi sợ, bởi vì là con nhìn thấy hai chân con bé quá, con không dám soi gương luôn. Xong rồi cứ ai mà nói đến chuyện là kiểu con không chịu ăn hay là con kiểu giảm cân thế này thế kia, con bị tủi thân ý. Con khóc luôn. Vâng. Con đừng có suy nghĩ về cái việc mà con bị ốm nữa, con bị gầy nữa. Cảm ơn hai vợ chồng Kỳ và Mai Anh đã đến với chương trình nha. Dạ vâng ạ. Em tên là Nguyễn Tấn Giàu, năm nay em 27 tuổi và hiện tại em đang công tác tại sân khấu Thế Giới Trẻ. Còn em? Em là Bùi Thị Lệ Quyên, em năm nay 28 tuổi và em là nhân viên kinh doanh. Vậy thì có duyên nào hai bạn gặp nhau? Hồi trước thì tụi em học chung trường đại học với nhau. Và lần đầu tiên gặp nhau là cái ngày mà lên để nhận lớp á. Đại học gì ạ? Dạ, Đại học Văn hóa. Rồi ấn tượng của em về Giàu lần đầu tiên là như thế nào? Ấn tượng của em về ông xã của mình thì phải nói là vô cùng tồi tệ. Đó thì em đang đứng ở trước cổng trường thì từ xa trong có một cái anh chàng là lái chiếc xe đi, vẻ mặt rất là ngông nghênh. Đặc biệt nữa là
ăn mặc rất là diêm dúa lè lẹt. Đầu thì đội cái mũ bê-rê, áo thì sọc xanh, sọc vàng, quần trắng rồi lại giày trắng. Tại vì cái lúc đó là em thần tượng ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cho nên là cái phong cách em là ăn mặc phải giống Ưng Hoàng Phúc. Còn tóc em là em chơi giống Đan Trường. Trời ơi, cái ngày đầu tiên mà em gặp vợ em là cực kỳ ấn tượng luôn. Mập nè, lùn, hai cái má thì rất là hồng mà tròn ra. Còn cái tóc thì em cứ nghĩ trong đầu nó, trời ơi, làm như nhỏ này làm như cả cuộc đời nó chưa bao giờ làm tóc hay sao. Là tao cứ tóc ép sát vô mà để nói chung là 46 mà nhìn rất là quê. Mà đặc biệt là hai cái bắp tay cực kỳ to. Rồi, cái nhìn ban đầu của em dành cho vợ em là cũng không ưa, đúng không? Vậy thì nếu mà không ưa thì tại sao lại theo đuổi? Sau đó thì là tụi em mới học lớp chung. Nói đến chuyện này em mới nhớ nha. Khi mà tụi em vô ổn định chỗ ngồi hết rồi á, thì ảnh mới bắt đầu là nghênh ngang xuất hiện cuối cùng. Giống như là ngôi sao ở Hollywood về vậy đó. Rồi ảnh leo ngay bằng nhất ngồi luôn. Rồi xong bắt đầu là quay mặt ra sau lớp ảnh đảo hết một vòng. Sau đó là nói với lại cái bạn trai ngồi kế bên là lớp chị chả có ai đẹp. Em rất là tức mà em ghét từ ngoài cổng trường. Không ngờ trời ơi đừng nói ông đi học chung lớp với mình, ai về học chung thiệt. Mà lúc đó em nhìn thì mới thấy nhà mặt mụn không. Thì ủa rồi giờ bộ cưới về là vợ đắp da đắp mặt nạ gì mới hết mụn đúng không? Sau khi mà ấn tượng xấu vậy á thì đi vô học thầy lại phân công tụi em tập bài chung. Trong quá trình tập thì tự nhiên là thấy nhỏ này cũng thông minh, nói chung là cũng sáng dạ, cũng biết này biết nọ thì cảm thấy mến. Rồi quá trình học thì nói chung em cũng ga lăng bởi vì cô cũng thích. Em cũng thấy anh này là tốt bụng và sống hết mình vì người khác, cho nên là thay vì ấn tượng ban đầu là rất là ghét thì em trở lại bình thường. Thì ảnh rất là ga lăng, khi mà tập bài á cũng mua nước cho em uống á. Xong rồi có một lần thì ảnh tặng cho em một cái hộp trái tim màu hồng rất là đẹp, và ảnh nói là bây giờ đừng có mở nha, về nhà hãy mở. Em đi trên đường em tưởng tượng đủ thứ á, nào là trong đó là vòng vàng xi men hay là quần áo đẹp hay là nói chung đồ vật chất gì đấy. Thì dần về tới nhà thì em cũng hí hửng khoe với mấy bạn ở trong phòng á. Đến hồi mở ra em hết hồn luôn. Gì? Trời ơi, 11 cây xúc xích luôn. Trời ơi, không biết sao tặng xúc xích. Em xỉu rồi đó. Tại vì lúc đó là em mua quà em tặng mà em nghĩ là nếu mà mua quà đắt tiền quá thì mình không có. Mua quà mà bèo thì nhiều khi dễ rủa mình sau lưng. Nên là em quyết định tặng cái nào mà nó vừa đọc mà nó vừa xài được, ăn được. Mà ăn vô rồi, thường thường mà ăn vô rồi nó khó trách ta lắm. Thì em quyết định là em tặng xúc xích. Lý do vì sao tặng 11 cây? Có phải là một cây không tượng trưng cho một tháng và bạn ví bạn là cây xúc xích thứ 12 không? Không. Không, đúng rồi em có nghĩ gì không? Có nghĩ số 2 không? Không, đúng hay rồi. Là hết tiền mua đủ đúng 11 cây. Thấy ghê nhỉ? Chưa, coi như đạo diễn, đầu đạo diễn đụng đầu đạo diễn đó. Hai người ít tóc như nhau đó. Em mua cái hộp đó thấy mua bỏ đầy cho nó ăn đại đi, mình cũng quan tâm là nhiêu. À, vậy thôi. Em nhưng mà rồi sau khi tặng xúc xích thì em tỏ tình luôn. Dạ không, em đâu có tỏ tình với gái bao giờ đâu. Ồ, em cứ dụ cho người ta là người ta đến mức độ người ta cảm giác người ta phải ghê mà. Không thể thiếu được mình, không thể thiếu được mình đúng không? Từ nập màn tới. Hay quá. Vợ em cũng là một trong cái con nhạn mà em tính toán. À, rồi em nộp mạng trong trường hợp nào? Ngày hôm đó là em nhớ là ngày 7 tháng 3. Tối đó em cùng với hai cô bạn gái độc thân thì cũng hơi buồn, cho nên là thôi bây giờ kiếm chỗ nào tụi mình đi ngồi chơi thì kia đi. Xong bắt đầu là mấy bạn em là mới gọi cho ông xã em. Cái lúc đó em đang ở nhà, cái bữa đó buồn mà thiệt không có kèo thiệt luôn. Thấy điện thoại tới, cái nói là rủ đi nhậu. Đi luôn. Thế là ra đi ngồi bắt đầu là vô cái quán nhậu. Mà tự nhiên không biết bữa đó là buồn tình hay là buồn hay là nói chung là rạo rực kiểu gì không biết. Uống đâu 2-3 ly á, cái mặt đỏ bưng lên. Vừa vô vai, bảy thích tư lắm. Thích từ năm nhất rồi. Lúc đó tự nhiên em không biết luôn, em đớ người luôn, em nói chết cha, nhỏ này thích mình thiệt rồi em ơi. Lúc đó là em cũng không biết làm sao luôn. Bị đớ người ra luôn. Lúc đó mấy đứa bạn em là quay phim lại. Xong rồi bữa sau đưa cho bà xã em xem. Lúc đó bà xã em lại nói là lúc đó say, không biết gì hết, không có tình cảm gì với em. Nhưng mà em nghĩ là chắc chắn là có luôn. Em là bữa đó em xỉn thiệt không? Hay giả bộ xỉn? Dạ em nghĩ là hôm đó em xỉn thiệt. Và cái lúc cái lời tỏ tình đó là giống như là bia rượu nói chứ không phải em nói. Nhưng mà thực ra người ta nói á, là nếu mà lúc mà nhậu xỉn á, là hoặc là lúc thật nhất hoặc là lúc giả nhất. Đúng không? Đó cho nên là dường như là em thích chồng em á, trong tiềm thức rồi. Giao cho anh hỏi. Dạ. Trong cái lúc mà đi nhậu đó là cái mạng này muốn giao cho em. Vậy thì ngoài cái mạng này ra em còn nắm trong tay bao nhiêu mạng nữa? Nộp mạng đó, nộp mạng đó. Khoảng 3 cô. Vậy thì ví dụ như đụng lịch với nhau rồi sao? Nói chung là rất là khó khăn trong cái vấn đề chia lịch. Nói chung là lịch của em có nhiêu đó thôi, vậy lúc dạ, không biết em học lúc nào luôn. Dạ, dạ lúc đó là em đi học thì lịch học thì nói chung đỡ hơn là lịch chia lịch với sách với mấy cô. Dạ. Thời điểm đó em có biết là có 3 con nhạn đang bay lòng vòng xung quanh chồng em lúc đó không? Dạ không, hoàn toàn không biết gì hết.
sau này mà chính thức quen nhau khoảng 2 năm mấy anh mới nói cho em biết. Vậy hả? Khi mà thú nhận với vợ mình á là mình cũng thuộc dạng là mấy gái, lúc đó là đã bỏ mấy nhạn kia ra rồi chứ? Dạ lúc đó thì bỏ mấy con đó rồi, nhưng mà cũng có mấy con khác. Thế vô là... một vài con khác. Trời ơi, thế nhạn nhạn khác hả? Trời, tôi cứ tưởng đâu lúc đó là chỉ còn có con nhạn chúa này thôi chứ. Tại em có con cái là phải nói là hơi kỳ chứ. Mê gái. Vậy thì em có biết chồng em mê gái không? Dạ biết. Biết vậy có ghen không? Dạ cũng nảy lửa không vài lần. Thì em nhớ hoài luôn là lúc đó quen em còn được 3 năm rồi đó. Hôm đó là lớp em thi tốt nghiệp một cái bộ môn. Thì khi mà thi xong á, thầy cô với lại tụi em mới dẫn nhau ra quán để mà ăn liên hoan. Thì ngày hôm đó là anh lớp trưởng có dắt đến một cô diễn viên khác, cổ đẹp, rạng ngời, từ ngoài cổng đẹp vô luôn. Rất là cao ráo, xinh xắn, dễ thương vô cùng. Ngay từ đầu vô là em biết thể nào cũng có xảy ra cái gì đó rồi. Thì trong quá trình mà ở trong quán nó khoảng 2 tiếng á, phải hơn 1 tiếng mấy là người con mắt anh là dán thẳng vào người cô ấy luôn, không rời con mắt luôn. Em ngồi đối diện với ảnh, còn em đã ra hiệu là anh ơi em biết rồi đó. Thì ảnh bất chấp luôn. Thì lúc mà đứng lên cụng ly á, thì ảnh cụng với em mà con mắt thẳng toàn là nhìn cổ không à. Nhìn mà cái gì dữ không? Nhìn giống tôi không? Nhìn có mấy loại, nhìn đần ra hay là nhìn xoáy vào người ta và nhìn ở đâu, nhìn chỗ nào. Đúng rồi, nhìn mà nhìn rõ mà, ràng vậy đó. Nhìn mà nhìn cái mặt đần thối nó khác. Nhìn mà nhìn mà cặp mắt mà sắc lẻm muốn ăn tươi nuốt sống á là nhìn khác. Nhìn giống anh vừa nói đó, ăn tươi nuốt sống á. Dạ, cái nhìn mà nói chung là đưa tình song song với ảnh là cô đó cũng đáp trả luôn, hai người cứ trả qua nháy lại. Thì em bực mình quá thì em mới kêu là anh đi về. Thì mấy cái sao về sớm vậy? Cái em nói là chứ thôi bây giờ em không muốn chơi nữa, anh đưa chìa khóa đem tự về. Thế là kêu đi về ngủ ngon nha. Đúng rồi. Nhưng mà trong đó trước khi đó quen 3 năm không bao giờ anh để em tự lấy xe. Không, tại có thể là bạn trai em lúc đó là chiều ý em. Không, em nói là trước đó 3 năm anh không hề cho em tự lấy xe, đi đâu cũng đưa rước hết. Mà ngày hôm đó không hiểu lý do gì là anh gật đầu một cái liền luôn. Sao vậy em? Tại lúc đó là em có kèo. Cá kèo hả? Không, tại vì lúc đó là nói chung chuyện này em không có nói với ai hết, nhưng mà thôi là thôi em cứ nói với anh với chị Vân đi. Anh chị Vân không có nói với ai biết đâu. Thì vừa vô cái là anh lớp trưởng anh mới nói với em là con bé này tao cua hoài cũng được, mày cua thử coi. Cái em mới nói là để tao. Cái em vô em ngồi bàn thì cổ cứ nhìn em cổ liếc miết à. Em nói chắc nhỏ này chiêu kèo. Cái anh lớp trưởng anh nói là tao cho số điện thoại nè, lát mày rủ đi chơi đi. Cái em mới nói là không có Quyên đi theo không được đâu. Cái anh Quân mới nói là kêu nó về trước đi. Cái em nói là để kêu nó về. Cái lát khi mà bà xã về xong á, thì anh lúc đó anh Quân nói là anh về trước nha, anh giao cô bé lại cho em nha. Cô bé đâu có chịu luôn. Cái lúc đó em lại em nói là mình đi uống cà phê nha. Cô mới nói với em là không có chờ bạn cô tới rước. Cái lúc đó em bị đứng hình luôn. Bị đứng hình luôn. Rồi lúc đó em tưởng là săn được cá mập. Cuối cùng là bị nguyên con cá sặc. Bây giờ cái khó nhất là làm sao để mà về lý giải. Em không có nghĩ là giận em. Em mới nghĩ là chắc mệt thiệt đi về. Về tỉnh bơ à? Rồi em về tỉnh bơ, lúc đó em xử lý sao? Em tỉnh bơ theo luôn. Rồi sao? Rồi đến khi nào mà hết giận? Từ từ tới khoảng một tuần lễ thì nguôi ngoai, từ từ em xin lỗi rồi hứa kia. Có bao giờ mà Quyên và Giàu giận nhau mà suýt chia tay không? Dạ có, một cái lần cũng đỉnh điểm lắm á. Lúc đó em nhớ là tầm 11 giờ đêm rồi, thì ảnh đang ngồi với em. Thì tự nhiên là tiếng tin nhắn đến. Ảnh mở điện thoại ra xem, mà trời ơi gương mặt sung sướng lắm. Thì em mới kêu là ủa ai nhắn tin danh giờ này vậy? Thì anh kêu có ai nhắn đâu. Thì nói thì anh đưa cho em coi thử đi. Ảnh không đưa, em nhào tới em giật điện thoại luôn. Câu đầu tiên đọc được là anh có thương em không? Sao vậy Giàu? Cái đó là hiểu lầm thiệt. Tại vì cái giai đoạn đó là em đang học đạo diễn, thì cô bé đó là học diễn viên, thì em qua mấy cái lớp diễn viên chọn mấy bạn để qua tập bài cho mình, cũng tập qua tập lại vậy thôi. Thì cô bé đó có tình cảm với em, với thực sự với cô đó là em chỉ xem cô bé như em thôi. Thật lòng đi em, thật lòng đi. Bản thân em nghĩ là có đó, tại vì khi mà ảnh nhận cái tin nhắn đó là cái vẻ mặt của người rất là hạnh phúc, mắt lung linh rồi lại sung sướng lắm. Thì em kêu là anh ơi anh nhận được tin nhắn gì sao không trả lời đi. Thì anh bấm tắt điện thoại kêu không trả lời. Thì giả đò lơ lơ em lát hồi lại lúc cuối lấy điện thoại ra. Rồi ảnh lén em nhắn xóa luôn. Tại vì lúc đó em cười á, chẳng qua là em không ngờ con bé này nó trẻ con quá. Mình đã không chịu rồi mà cứ hỏi hoài. Có nghĩa là cái chuyện đó là xém chia tay, chuyện đó là chuyện lớn nhất trong cái giai đoạn hai bạn yêu nhau đúng không? Vậy thì các bạn quen bao lâu thì mới đi đến hôn nhân? 8 năm ạ. Trời, quen cũng lâu dữ à. Ủa tụi em đám cưới đến nay là bao lâu rồi? Dạ 5 tháng. 5 tháng. Em quen vợ em được bao nhiêu tháng? Nghĩ sao vậy? Thì chị hỏi đi, quen, thì em cứ có sao em trả lời vậy? Quen mấy chục tháng. Rồi mấy em, chục tháng. Rồi lấy vợ xong là được 5 tháng rồi. Bây giờ còn mê gái nữa không? Bây giờ cái kiểu mà mê gái nữa nó chuyển qua một cái khác rồi.
thấy cái đẹp đó thì mình nhìn. Không là mê cái đẹp thôi, dạ, chứ không phải là mê con gái nữa. Dạ. Khoan, anh muốn xác nhận là một điều là chồng em nói là không còn mê gái nữa. Anh muốn xác nhận từ miệng em là có đúng như vậy không? Điều đó thì em nghĩ là chắc ảnh là người biết rõ nhất quá. Ra dấu nữa kỳ quá, ra dấu kiểu gì vậy trời. Nhưng mà ở đây là người phụ nữ bao giờ cái linh cảm cũng rất tốt. Đúng rồi, trực giác và linh cảm. Em thử nói đúng cái cảm xúc của em, cái linh cảm của em coi. Em có sự tin tưởng tuyệt đối. Thực ra bây giờ cái công việc của chồng em là đạo diễn. Cái này chị nói thiệt luôn, một cái người đạo diễn làm công tác sáng tạo á, lúc nào đầu óc người ta cũng có một cái chút gì đó nó giống như là bị say nắng á, nó hơi bất bình thường chút xíu thì nó mới có những cái tác phẩm hay. Em có hiểu được điều đó không? Dạ em hiểu chứ. Hiểu thì em thông cảm, em chấp nhận. Chứ còn cái chuyện mà biểu là em tin tưởng hoàn toàn hoặc là chồng em không còn mê gái nữa thì hình như cái đó là hơi ngụy biện, hơi dối lòng xíu phải không? Nói không suy nghĩ, không nghĩ đến thì là nói không thật lòng. Em có suy nghĩ đến, rồi em cũng tưởng tượng trong đầu em tâm lâm hết. Thế bên cạnh cái việc mà em suy nghĩ như vậy thì có bao giờ em nghĩ đến một cái điều là 8 năm hai đứa em đồng hành với nhau á, là biết bao nhiêu những cô gái, những con chim nhạn rất là đẹp, thậm chí là có thể có thiên nga nữa, thế tại sao á chồng em chỉ chọn em? Có bao giờ em nghĩ đến điều đó không? Cái này anh trả lời giùm em đi. Thật sự mà nói về cái điểm ngoại hình thì không biết mọi người sao, nhưng mà với em thì em bỏ cái điểm đó qua. Em thường nói với những đứa bạn em là cả cuộc đời mình đi mình chỉ gặp được một người duy nhất thôi, và cái người đó sẽ là vợ của mình. Và nếu mà cái người đó mà chẳng may và họ khuất đi rồi hay đi đâu đó, mình sẽ không bao giờ tìm được người thứ hai. Thì khi mà quen vợ em được khoảng tầm 2 năm mấy 3 năm á, thì ngoài việc chia sẻ với nhau, việc học, việc đi làm, và em cảm giác đây là một người phụ nữ mà không ở đâu em tìm được nữa. Cho nên là em dám khẳng định rằng đây là cái người mà duy nhất và ông trời ban cho em. Là từ đó thì em cảm giác em bước ra đường em thấy chẳng ai bằng cô này. Coi như một nửa của mình đó, mình đã tìm thấy rồi đó. Có nghĩa là bây giờ là không còn mê gái nữa. Vậy thì anh hỏi Quyên, ngoài cái vấn đề đó ra thì em có phát hiện ở chồng em có cái điểm xấu gì không? Tức là sau khi lấy nhau là một người rất là khó tính và cầu toàn trong tất cả các việc, và đặc biệt đó là khi mà ảnh mà cáu gắt hay khó tính lên á thì ít khi kiềm chế được mình. Ảnh nóng lên thì ảnh la lên mà gằn giận, có cảm giác như là ảnh muốn ăn tươi nuốt sống em luôn. Lúc đó em cảm thấy rằng con người thô lỗ quá. Em có mong muốn thay đổi không? Dạ em nói điều đó nhiều lắm rồi, và em hy vọng là sau ngày hôm nay anh thay đổi được điều đó. Không, vậy thì giờ anh hỏi vào nè, ở vợ bạn có cái tật xấu gì không? Ngủ rất là lười vì dậy nướng á, thì cái đó nó ảnh hưởng tới bản thân về công việc rất là nhiều. Thì bươi mất nè, ta ngủ nhiều mà hô là tật xấu. Không, đúng không? Bây giờ toàn hoàn thiện quá rồi, giờ không biết kiếm cái gì bươi ra bươi vụ ngủ là sao. Vậy là vợ bạn ít có xấu nha, bạn mới xấu nhiều. Vậy thì em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Anh trở nên thân thiện hơn với gia đình của em. Đó. Đó, còn em sao? Sao? Có làm được không? Em cũng sẽ cố gắng. Cũng sẽ một lần nữa vì vợ em mà em vượt qua cái cửa ải này. Có nghĩa là đã vượt qua bao nhiêu ải mỹ nhân trong 8 năm rồi. Bây giờ cái ải này thì ngoài cái chuyện mỹ nhân thì nó còn rất là nhiều thứ. Nhưng mà em cũng đã vượt qua thì lần này em cũng sẽ cố gắng. Và anh hy vọng điều đó là hiện thực. Cảm ơn. Chắc là cha con xin phép xin cô chú, tại vì con bằng tuổi với lại con của cô Hồng Vân. Con 94. Dạ đúng rồi. Con cũng xin tự giới thiệu với lại cô chú cũng như là các bạn đang xem chương trình, thì con tên là Phương Anh, con sinh năm 94 và hiện tại công việc của con là một người dẫn chương trình và một diễn viên tự do. Phương Anh. Dạ đúng rồi, Phương Anh. Phương Anh đang có tham gia những chương trình nào không, hoặc là những cái phim ảnh nào không? Dạ hiện tại thì con đi những cái phim ngắn ở trên YouTube ạ. Là MC thường là dẫn chương trình cho các sự kiện gì? MC thì thường là con sẽ dẫn cho các đài, ví dụ như là VTC, HTV, rồi cũng có dẫn sự kiện ở bên ngoài. Chào Phương Anh. Em bé mấy tháng rồi? Dạ hiện tại em bé được hơn 3 tháng rồi. Vậy đó hả? Trời ơi, 3 tháng mà thấy phẩn phẩn ghê. Tại hay luôn á, chị nhìn cái chị biết liền. Em nhìn đâu biết đâu. Người của con là kiểu ốm á, cho nên là khi mà mặc những cái đầm ôm là rất là dễ thấy bụng luôn. Chúc mừng con. Không biết. Trời ơi, tôi nhìn nhạy cảm những người mẹ chứ. Rồi mời con. Dạ xin trước tiên chào chú Thuận, cô Hồng Vân. Con là tên là Cao Trí, con 201. Con đang làm về ngành F&B ở bên quận 2. Con là 2001. 2001. Cái này là 1994. 2001. Dạ cách nhau 7 tuổi. Số đẹp.
Đây chú thích số 7. Không, nếu vậy là con là hơi bị chững chạc đó nha, nhìn không có chênh lệch gì hết trơn. Dạ, trời ạ. Thực sự nếu mà con không nói là không biết luôn á. Cho nên cô nghe cái 21 mà cô không biết là gì. Không, em nè, em là tính liền luôn á, tính liền con số luôn á. Nhưng mà đó ý là chị không nghĩ đến cái chuyện là tuổi tác luôn á. Tại vì nhìn nó xem nhau. Hoàn toàn là không có thấy. Ý là con già hay sao hả? Không, bạn này già. Không, bạn này cứng cáp hơn. Bạn này cứng, gọi là ý của nó là cứng cồi, cứng cáp. Dạ. Mà nhìn không có chênh lệch gì, thành ra nó nói hay là một là chị không có để tâm đến cái chuyện mà ồ vậy dạ, đó hả con? Dạ. Nhưng mà Trí là công việc đó là công việc gì? Trí chia sẻ thêm đi. Dạ, cháu làm ở một gọi là bartender á. Rượu. Dạ. Ở quận 2. Dạ, ở quận 2 ạ. Dạ. Chắc có lẽ là cô này là trong một buổi tối là đi club hay đi cái chợ nến một cái bói nơi mà dạ, làm. Lần đầu tiên thấy đầu chú Thuận đoán đúng được 100% luôn. Chính xác nguyên cái số này là của em. Như vậy bữa nay em được cấp bằng luôn nè. Hồi nãy là 10%. Hồi nãy là 90%. Bây giờ là 100% luôn. Bây giờ là 100% luôn. Đúng không? Dạ đúng. Yes. Đi đến quán bar rồi uống và dạ, đúng, gặp cái ông này. Rồi gặp ông bartender này, ông ấy rượu cho con đúng không? Dạ đúng rồi. Wow. Và hai người để ý nhau và quen nhau. Dạ, thật cô này để ý trước. Cái khoảng thời gian đó nó cũng dài lắm, tại vì thật sự ra con cũng chia sẻ một xíu, chắc là chia sẻ luôn về cái câu nói chuyện chúng ta gặp nhau. Dạ, là cái thời điểm đó là mới vừa hết dịch xong, thì tụi con cũng muốn đi chơi ở những cái quán đó, rượu. Dạ đúng rồi, thì tới quán đó thì lúc đó là mới vừa hết dịch mà nên mọi người ai cũng đeo khẩu trang hết, không có thấy mặt nhau được hết. Thì cái tính của con lúc đó còn đang còn độc thân, cho nên là còn bay nhảy lắm. Xong rồi đi thì kiểu tìm mấy anh coi có quán có anh nào đẹp trai, mình cũng chỉ muốn là giỡn vui để trong cái buổi đó nó thật là vui thôi. Xong cái thì tiêu trong cái quán đó thấy anh này là đẹp nhất, đẹp nhìn ngoại hình là kiểu mình ưng nhất, đẹp nhất. Thì cũng kiểu nói chuyện vui rồi làm quen với nhau thôi, nhưng mà lúc đó thì không có ý định gì hết. Và sau đó thì con về là phải 2 tháng sau thì lúc đó con mới quay trở lại cái quán rượu đó, mới gặp lại thì lúc đó mới bắt đầu chính thức là làm quen với nhau. Tức là lần thứ nhì. Dạ đúng thế rồi. Thế nhưng mà con á, khi mà bạn này về rồi con có cái cảm xúc gì với bạn không? Lúc đó là bạn này đang có người yêu cô ạ. Tức nghĩ là giống như là kiểu cô này cũng giống rồi, như biết bao nhiêu cô gái đến đây là uống rượu thôi. Dạ, đúng không? Dạ. Nhưng mà sau 2 tháng sau gặp lại thì chắc có lẽ là bên này mới chia tay. Dạ không, vẫn còn đang có người yêu luôn. Vẫn còn. Dạ đúng vẫn rồi. Còn chị. Bữa nay chị dở quá. Thôi chị nên là một chị số 1 đi. Chị như chị số 1. Sao được, cái đó là để cho em. Không được, em phải là ông mụ. Không, em kim luôn rồi. Tại bữa giờ không ai nhờ chút trơn á, ngứa mỏ. Ôi thiệt. Chứ nên đoán đó. Rồi sao nè? Rồi 2 tháng quay trở lại có cái gì đó khác không? Thì thật ra trong đầu con cũng không nghĩ gì hết. Tại vì trong khoảng thời gian đó thì con cũng vui chơi rất, đang rất là thoải mái với cái cuộc sống của mình. Thì cho lúc đó lúc mà gặp lại bạn này thì con bé em của con làm trong cái quán đó thì cũng giới thiệu là cái bạn này là hồi cái bạn trước mình lúc chị làm quen nè. Xong con mới nói là vậy hả? Rồi thôi không nói gì hết. Thì lúc đó cũng nói chuyện vui với bạn này mà lúc đó bạn này đang có người yêu. Xong rồi con mới nói bạn này thì thôi, trước giờ con cũng hay tính làm quen người này người kia, nhưng mà với những bạn mà đã có người yêu rồi thì con tránh xa ra. Con không bao giờ muốn mình là cái người bước vào cái cuộc tình của người ta, vì con đã từng đứng trong cái vị trí đó rồi. Thì mình rồi cảm giờ giác... sao hai đứa đến được với nhau nè? Rồi nên lúc đó là con không nói chuyện với bạn này luôn. Phải tầm 1-2 tuần sau thì bạn này là người chủ động nhắn tin lại với con, thì lúc đó bạn mới chính thức là chia tay người yêu rồi. Có nghĩa là con gặp bạn này xong rồi con về chia tay người yêu đúng không? Ủa 1 tuần sau à? Dạ đúng rồi. Con tuần sau là nhắn tin rồi. Đúng trong rồi. Khi họ tuần trước vẫn còn yêu. Dạ đúng mà rồi. Tại sao tuần nên sau? Là lúc đó con thì không có tin vào con nhìn bạn này lúc vậy nào. Vậy là có phải là do nguyên nhân là do cô gái này? Thì đó, lần thứ hai gặp nè, xong sự rồi sự trở lại của cô ấy. Dạ cũng là gọi là 50% do cô gái này thôi, còn 50% thì do câu chuyện của cuộc tình trước của con. Nên con mới có quyết định như vậy. Nhưng mà thật ra là Cao Trí có để ý cô gái này đúng không? Dạ thật ra thì dạ có, nhưng mà kiểu lúc đó con để ý kiểu cũng cho vui vui thôi, con cũng không có để ý gì nhiều. Vui gì, xinh chết rồi, vui vui gì. Dạ thì đó, xinh này rất nhìn là rất là dễ có thiện cảm á, chú nói thật á. Dạ cảm ơn chú. Đúng không? Dạ nhưng mà lúc đó con cũng để ý con vui 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 thôi. Tại vì cái công việc của bạn này là ở quán bar thì gặp rất là nhiều người. Dạ đúng rồi, nên là con chỉ là một trong những số ít trong đó thôi. Nhưng mà con nhắn cho một mình cổ thôi hay là nhắn cho nhiều cô? Dạ nhắn cho một mình. Dạ kiểu con lúc đó mình con có cái tính là con nhắn ai thì con sẽ kiểu nhắn một mình thôi. Ủa nhưng mà này con, sao chia tay á, người ta buồn lắm, người ta đau buồn lắm, người ta chỉ chưa có nguôi cái mối tình đó, sao con lại nhắn tin liền để mà chia sẻ với cô gái này? Dạ thiệt ra thì nếu mà
một trong hai bên mà có cái người khác hoặc là có chuyện gì khác á thì nó sẽ buồn. Còn đây là kiểu chia tay trong êm đẹp á, nên là mọi thứ nó cứ bình thường với lại con cũng chia sẻ là cái tính con nó hơi vô tâm một tí, nó hơi vô cảm, kiểu dạng hơi vô cảm á, không có cảm xúc gì nhiều, nếu mà chia tay không có cảm xúc gì nhiều lắm. Vẫn chia luôn. Dạ đúng rồi. Cái gì mình quyết định là mình quyết định luôn. Mẹ chưa đủ yêu đó em ơi. Con chưa đủ yêu đó chứ con mà đủ yêu rồi nó đau lắm con. Đau lắm. Đau lắm. Lúc đó là thì... con không có hề tin bạn này luôn. Tại vì con mới nói hồi trước giờ cái luật mà con đặt ra cho bản thân con đó là ít nhất là cái người đó phải chia tay ít nhất là 3 tháng thì con mới bắt đầu làm quen. Nên là lúc đó con kiểu bạn này có nhắn tin con chỉ nghĩ cho vui thôi, không có suy nghĩ là sẽ đi tiến tới với bạn này hay là có gì hết. Bà bạn cũng giải thích với con là do cái cuộc tình trước có một số vấn đề xảy ra rồi chứ không phải là vì bởi vì con. Nhưng mà đàn ông mà cô nói gì chả được đúng không? Nên là không có tin. Thì khoảng một thời gian dài thì bạn là cái người mà từng ngày thuyết phục con. Dài là dài bao lâu? Chắc cũng gần 1 năm rồi nè. Gần 1 năm, gần năm luôn, dài thiệt. Chứ chị tưởng tuần mấy. Tại vì có nhiều lắm em, có nhiều cặp nó đến với nhau. Dài bất ngờ luôn, giận nhau mà dài nhất là 24 tiếng. Giận tới một ngày trời. Ít hồn. Cái điều gì mà để cho con cảm thấy tin tưởng ở bạn này? Tại vì nói về số tuổi thì con cũng lớn hơn, dạ, đúng rồi. Kinh nghiệm sống cũng hơn, sự va chạm ở ngoài xã hội cũng hơn. Thì gì, điều gì khiến con cảm thấy tin tưởng chàng quyết trai định, trẻ này? Và quyết định là yêu đó. Dạ, thật ra có nhiều lý do lắm. Tại vì bạn này là một trong những cái tình huống mà nó hơi chém ngang một xíu là bạn luôn phạm phải những cái điều mà con tự đặt ra cho bản thân mình là con sẽ không bao giờ quen những người như vậy. Là hồi trước giờ con quen những người lớn tuổi hơn, tại vì bằng tuổi con cảm thấy mình bị già trước tuổi á. Xong rồi kiểu bị trẻ con quá. Thì rồi, nhỏ tuổi hơn nè, nhỏ tuổi hơn là không quen. Rồi ngay cả cái việc bạn đang có người khác đây là hai cái rồi. Hai cái. Cái gì xong nữa? Rồi làm trong cái lĩnh vực nightlife, cái lĩnh vực ban đêm đó là con biết là ba cái luôn. Dạ đúng rồi, là kiểu không có một cái tình yêu chính thức. Mà trong khoảng thời gian đó, thật ra nếu mà nói về độ tuổi thì con không thể nào mà lông bông mãi được. Xong rồi từng ngày thì bạn thuyết phục con, bạn từ những cái điều rất là nhỏ nhặt bạn luôn để ý quan tâm con. Và bạn là cái người đầu tiên từ hồi trước tới giờ con quen dám dắt con về giới thiệu với gia đình và dám gặp mặt gia đình con. Vậy là sau một năm là quyết định là yêu bạn ấy đó, dạ. Đúng không? Và bỏ qua hết ba những cái gì mà mình không thích, hiểu không? Dạ đúng rồi. Còn con kể cho cô nghe đây, cái câu chuyện mà khi yêu của tụi con á, có cái câu chuyện nào mà tới bây giờ con vẫn còn nhớ không? Câu buồn trí. Cũng được, dạ. Mà vui cũng được, mà chia tay chia chân đồ hay là này cái nọ đồ. Hoặc là lâu lâu con bị say nắng ai đó, ví dụ vậy đồ. Dạ, thật ra thì nhiều chuyện quá, con cũng gọi là kể chắc phải cái mình kể cái chuyện nào ấn tượng nhất á vậy không đối mà với mình con nhớ hoài á bạn phải mang một câu chuyện đến với chương trình Vợ Chồng Son chứ, đúng không? Dạ, câu chuyện là hôm tối hôm đó con với bạn này đi chơi thì con với bạn có tâm sự kiểu con bị thu hút bởi cái tính của bạn này. Bạn đó có chia sẻ với con một câu chuyện mà con không có kể ra được. Rồi con không cần. Xong con bị thu hút, con bị gọi là thu hút xong mà phải quyết tâm là phải theo đuổi được bạn này. Đó ấn tượng. Dạ đó là ấn tượng đầu. Đó là ấn tượng đó, nhưng mà còn cái mà là cái câu chuyện ấn tượng đó là qua như cái câu chuyện của cô bé nhưng kể. Mà con được biết á là cái câu chuyện đó là nó có hơi hướng là giống như kiểu con là một người hơi bị quậy phá mà lại ấn tượng với bạn này. Con cũng hiểu lý sao, do vì sao. Tại vì trước giờ những người con quen á thì luôn lúc nào cũng nhìn con với mắt là kiểu một người rất là hiền dịu, kiểu nhu mì, và họ luôn hướng tới là một cái người mà độ tuổi như con thì phải có hình tượng như vậy. Thì lúc đó con lại lúc sau quá nhiều câu chuyện xảy ra thì lúc đó con bỏ hết những cái hình tượng mà tại sao mình phải cứ tạo ra mình là một cái con người, là một người vợ để cho người ta hướng tới, là mình để cưới làm gì. Thì con sống đúng với bản thân con, thì lại là cái người thu hút bạn này. Là thu hút bạn này. Thì có bao giờ hai đứa đi chơi mà gặp người yêu cũ của con không? Nhiều lắm cô. Ông có nghĩa là ảnh là nhiều người yêu cũ hay là một người yêu cũ? Dạ tại vì thực nhất ra là khi mà con tới, lúc mà còn bạn này còn làm việc thì vẫn còn làm việc chung với người yêu cũ. Cho nên là con đi tới cái chỗ mà bạn này làm việc thì gặp người yêu cũ thường xuyên luôn. Rồi con có bao giờ con bị xử tử không? Bị phản ứng không á? Thật sự ra là tại vì con cũng hiểu được câu chuyện của phụ nữ với nhau á. Thì mặc dù là có lục đục xảy ra trước đó như bạn này kể nha, chứ con cũng không biết là bên kia, tại vì con không muốn tìm hiểu quá sâu về quá khứ của người khác. Thì bước vào một cái mối tình mới mà khi mà người đàn ông mà có một cái mối quan hệ sớm
trong sau đó chỉ một tuần thôi thì chắc chắn người phụ nữ sẽ rơi vào trạng thái rất là buồn và tuyệt vọng. Mặc dù là có cãi nhau vậy đó đi nữa, nhưng mà một khi đã gọi là quen nhau thì có tình cảm, có đã yêu rồi, thì con biết là cái tâm trạng bạn đó đối với con thì cũng sẽ khó chịu, nói chung là cũng có lời qua tiếng lại, nhưng mà con hiểu vấn đề đó nên thôi con sẽ chọn cách im lặng. Lời qua tiếng lại là trên internet hay là trong cái nightclub đó? Thật sự ra thì cái mối quan hệ của cái bạn đó với rất nhiều những người bạn xung quanh con đều biết hết. Nó lại là có một cái mối quan hệ tình cờ như vậy, là bạn nó không nói gì với con nhưng cứ luôn tìm những người xung quanh con để nói nặng lời. Bà tới tai con. Dạ đúng rồi. Là nó sau lưng con. Dạ đúng rồi. Con nhưng mà con cảm sao? Thấy là kiểu nếu mà có việc gì á thì nói thẳng trực tiếp với con, chứ nếu mà làm phiền những người xung quanh con thì chính con rất là ngại. Bởi vì những người xung quanh mình đâu có tội lỗi gì đâu mà tự nhiên cái phải chịu những câu chuyện rồi đó. Con xử lý làm sao? Con có tìm bạn đó để nói chuyện thì con có nói là có việc gì hoặc là có cái khúc mắc gì đó, hoặc là có một cái suy nghĩ là con là người thứ ba gì đó thì cứ nói thẳng trực tiếp với con có thể giải thích được, là vì rõ ràng là khi con gặp bạn này, khi bạn này đang quen bạn đó thì con đã không quen rồi. Thì sau một khoảng thời gian thì bạn nó giống như kiểu không có dám đối diện trực tiếp với con mà chỉ có nói lòng vòng thôi, thì sau khoảng thời gian thì bạn nó cũng im lặng thôi, không nói gì nữa. Rồi sau đó im lặng luôn. Dạ đúng rồi. Mà lúc đó con biết chuyện đó không? Dạ con biết. Rồi con có gặp bạn đó để con nói là không nên làm như vậy không? Dạ kiểu đó là một câu chuyện của con gái nên con cũng xen vào. Con né luôn không? Dạ con né luôn, con đứng ở ngoài con nhìn luôn. Bây giờ bạn đó có làm chung để hai bà tự dạ, xử lý. Bây giờ bạn đó còn làm chung với con không? Dạ giờ, bây giờ lúc đó là con làm ở quận nhất. Bây giờ con chuyển sang quận 2. Chuyển dạ. ở quận 2 rồi. Cách hai thành phố rồi. Đó. Dạ, đúng rồi. Thành phố Sài Gòn với thành phố Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức rồi. Thôi, vậy thôi cũng được rồi. Rồi sau đó là bao nhiêu lâu hai đứa làm đám cưới? Dạ khi mà là gần một năm sau là tụi con quyết định là đi đến hôn nhân. Là cưới được bao lâu rồi? Dạ cũng được nửa năm. Nửa năm rồi. Em bé vậy 3 tháng. Về ăn chơi được có mấy tháng vậy là coi như dính bầu luôn. Dạ chắc ăn chơi chán. Có một câu chuyện con cũng chia sẻ một tí xíu là ban đầu con không có chịu cưới. Tại vì con nói là con là một đứa trong cái thời điểm mà con đến với bạn này con không tin vào tình yêu nữa. Con cứ nghĩ là thôi mình quen mình để đó thôi. Mà bạn này lúc nào cũng giục cưới hết. Lúc nào cũng muốn là cưới đi. Mà con không hiểu tại sao con lớn tuổi hơn bạn. Bạn sợ ế sao bạn cứ đòi cưới hoài. Không, cái vấn đề tuổi tác. Cái bọn con trai nó vậy đó. Cái vấn đề anh tuổi Bin tác. Anh Bin đó là yêu chị Thiên Nga đó. Thiên Nga lớn hơn anh Bin là nữa hả? 3 tuổi. 3 tuổi hả? 3 tuổi. Nhưng mà Thiên Nga nó già dặn hơn em nhiều. Không có đâu, nghĩ sao mà cưới. Bà nó nghe bây giờ là bên hải ngoại người ta biết luôn rồi đó. Ủa rồi thì ai giờ, cũng hỏi cho nó. Thì giờ cái sự thật nó vậy thì mình nói vậy thôi. Anh yêu thầm chị Thiên Nga. Dạ. Biết chị Thiên Nga không? Dạ biết. Đó, cô Thiên Nga đó. Rồi nhờ vậy mà cô Thiên Nga giờ chưa chồng luôn đó. Nó nghe nè, nhưng mà khi cái vấn đề tuổi tác á mà nó lộ ra đó, mà con biết con nhỏ hơn bạn Phương Anh này khá là nhiều tuổi thì nó có cản trở trong cái việc gọi là tình cảm của con khi mà con đến Phương Anh không? Dạ lúc đầu á nha. Dạ không biết. Dạ con bình thường à, do kiểu con gọi là đi làm sớm nên cũng đụng chạm nhiều vậy. Nó không nó thích cho nên nó mới đòi cưới. Nhỏ này không chịu cưới mà này cứ đòi cưới đây đó nè. Thì bởi em đang hỏi là cái giai đoạn mà khi mà mới biết tuổi á thì đó. Em muốn hỏi để em coi có giống cảm xúc của em hồi đó không. Đó chị Nga không chịu muốn, hồi đó là chị Nga tâm tư của mình không á chú, chứ chị Nga không có gì hết trơn nha. Chị Nga không có chịu xong chị Nga mới đi Mỹ đó. Dạ. Tôi chỉ thích Cát Phượng thôi. Rồi sao nè, bây giờ lấy nhau về rồi mấy năm mà dạ tôi con mấy con được con mấy tháng mấy tháng hả? Dạ đúng rồi nửa năm rồi. Sáu nửa năm ở với nhau thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Thật ra là con không biết chồng con suy nghĩ sao về con, nhưng mà tật xấu của chồng con thì trước đó là con đã thấy rồi. Nhưng mà kiểu mình cũng nghĩ là sẽ nó không có phải là một vấn đề quá nhiều á, là cái đầu tiên mà con cảm thấy mình không thích thôi, chứ có thể là người khác thích cũng được. Rất là bừa bộn, con nói là nhà là có một đứa bày và một đứa dọn, cứ đi về là xả ra, đi về là xả ra, xong rồi làm cái gì cũng xả ra. Xong con cứ, tại vì cái tính con rất là cầu toàn và kỹ tính luôn. Cứ đi đâu thấy khó chịu, nó không có nằm trong cái sắp xếp của mình là bực bội liền. Nhưng mà mình dọn một lần, xong rồi mình đã nói rồi, anh ơi nhớ để này vô. Ok, lát nữa anh dọn mà. Xong lát nữa mình cũng không thấy dọn, phải tầm 2-3 tiếng sau tới mình dọn. Đúng rồi, cái mình phải đi dọn. Xong con hỏi là tại sao anh không dọn. Thì một lát nữa, tức là khi nào mà anh đứng lên, nó là một lát. Không biết khi nào anh đứng lên. 10 người hết 8 người vậy rồi sao con? Sao cái con phải cứ đi dọn đó? Đúng là nhà. Mà hồi trước tới giờ ở nhà con á, con kiểu là một cái đứa được cưng chiều, là mình không bao giờ phải đi làm cái gì hết. Cuối cùng giờ mình phải làm ổ xin. Dạ đúng rồi. Xong rồi cứ bày ra, xong rồi mình cứ phải đi dọn vô mình. Mỗi lần mình dọn vậy bà có cằn nhằn không? Dạ thì chỉ hơi ràm thôi. Để chuyển qua bên kia rồi. Bây giờ nè, bừa bộn còn gì nữa? Rất là sàn cô.
Sang. Dạ. Xài sang phải không? Dạ không, không sàng á, lâu á. Dạ đúng rồi. Rùa đó, rùa đó. Từ hồi quen con đã như vậy rồi. Là chậm chạp á phải không? Dạ đúng rồi. Mặc dù là con biết là hồi đó là rất là chậm trễ, là con không biết lý do tại sao là luôn đi trễ. Con cứ nghĩ là chắc là do quên hay gì đó, nhưng không. À, ví dụ như tới giờ hẹn đi thì mình tính con gái rất là kỹ tính mà đi ai chơi ngờ, với con trai. Ai ngờ ổng điệu hơn mình luôn. Xong cái mình đã phải chuẩn bị rất là kỹ rồi, cái con đã phải gọi trước là hơn một tiếng đồng hồ là để là biết là chắc chắn là sẽ đến đúng giờ. Không, nhưng vẫn lại trễ. Điệu, lo điệu đúng không? Sao con không biết là làm cái gì mà cứ sùn sùn. Nhưng bây giờ con đã biết lý do tại sao chưa? Thì cứ vậy đó cô, nói chung là có không biết sùn. Nghĩa là trước khi ra nhà, là phải làm mấy miếng. Dạ đúng rồi. Làm mấy mẫu miếng. Mà chứ không phải là điệu không. Hoặc là cứ quên đồ, ví dụ như con nói là có những cái đồ mình để đúng cái vị trí của nó thì mình sẽ nhớ, không để quên xong rồi cứ chạy xuống, chạy lên, chạy xuống. Cái này nó là liên đới của cái sự bừa bộn đó. Thành ra là mình bừa bộn biết để đồ đâu phải đi kiếm. Kiếm thì trễ giờ, vậy thôi. Chính là thứ nhất nè, một là bừa bộn, hai là sàng. Dạ đúng rồi. Rùa. Mà kiểu con gái mình một hai lần thì không sao, nhưng mà nhiều lần mình thành ra bực bội á cô. Trong khi bả là làm bên truyền thông. Là người cần phải có phải, đúng ra cái người sàng phải là bà. Dạ đúng rồi, mình con gái mình không sàng thôi chứ đàn ông trai. Rồi tiếp nữa nè, tiếp nữa là coi còn gì nữa không nè. Có nghiện rượu, nghiện bia, nghiện game gì không? Dạ không, cái đó thì bạn này thì không có. Thì chỉ có hai cái đó thôi. Có hay nhắn tin với gái thả bơm lai cho gái không? Trời, con là cái đứa mà hồi trước tới giờ nha, là không hiểu sao những người trước con quen á là hay có cái tính đó. Nên là lúc mà con quen bạn này á là con đã phải mò dữ lắm luôn á. Có những lúc mà con ngồi con phải mò từ Facebook qua Instagram qua Zalo mà không có tới, không có gì hết, không có một cái gì để con ghen luôn. Con tức là vậy, nhiều lúc con phải tự kiếm chuyện để con ghen. Không nhờ tin hồi nãy bạn có nói mà bạn đã nhắn tin cho ai rồi là chỉ có một người đó thôi chứ không có ai khác. Hay quá. Dạ. Thôi chúng vậy là cho. Sẵn như hỏi mong muốn thay đổi đi, con có muốn chồng thay đổi điều gì không? Nếu mà thay đổi thì con chỉ mong là bạn lo nghĩ cho gia đình nhiều hơn. Tại vì con biết là ở với cái lứa tuổi của bạn thì con cũng không thể nào bắt bạn là phải như một người đàn ông trưởng thành được. Nhưng mà kiểu thời thế nó ép bạn vô cái công việc là bạn có gia đình, làm chồng, làm cha đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì bạn tự phải làm mình lớn hơn và trưởng thành hơn để nghĩ cho gia đình nhiều hơn. Nãy bạn tự bạn nói đó, bạn là người vô tâm đó. Đó, vô tâm. Bây giờ sắp tới là vô tâm với con. Sắp tới là có em bé rồi, có con rồi. Mình làm cha rồi. Con nghĩ là cái chuyện vô tâm nó nguy hiểm lắm nha. Rồi bây giờ tới con đó, Cao Trí. Dạ. Cô ấy có những cái tật xấu gì? Dạ không, tật xấu thì nói chung là cũng gọi là dựa trên cái tính cách thôi, là kiểu hay giỏi. Hay giỏi. Con là một con người kiểu ít nhắn tin với phụ nữ gọi là xung quanh con. Nhưng không, tối gì ngủ mơ, sáng dậy giận. Một tháng nào cũng mơ, tháng nào cũng mơ luôn, là cứ đều một tháng là một hai lần. Ghen mộng. Mà con lơ tơ mơ, con không biết cái gì luôn đúng không? Dạ, tự nhiên ngủ dậy sáng là phải dỗ. Biết rồi, con... ghen mộng. Tại xong vì... rồi ghen, xong rồi mơ, xong rồi áp đặt cái đó cho con là con mới đi ngoại tình gì. Rồi đó. Trời ơi, tháng nào cũng mơ luôn, mà mơ một lần mỗi người luôn. Lúc mà con đến với bạn này là con không tin vào tình yêu. Con nói là con đàn ông mà. Hồi đó con tin là 90% đàn ông sẽ ngoại tình. Nhưng sau khoảng thời gian dài con trải qua thì con tin là 100% đàn ông ngoại tình. Chỉ có là vợ biết hay không thôi. Nên lúc con đến với bạn này con là một người cực kỳ tiêu cực, con không tin gì hết. Thì bạn là người thuyết phục con từng ngày, con mới đồng ý tới chuyện đám cưới. Cái xong rồi, nên là ngay cả cái lúc đám cưới á, nhiều lúc tự nhiên cái mình nằm mình mơ, thì mình nghĩ trong đầu là chắc là phải có cái gì đó nó mới có cái giấc mơ đó chứ, bình thường tự nhiên đâu có cái giấc mơ đó đâu. Bà suy nghĩ quá. Đúng rồi. Thành ra nó ngồi suy nghĩ nhiều quá xong mơ. Cái giấc mơ. Dạ đúng rồi. Trong lúc ngủ. Con nói mà đâu chịu tin đâu. Bây giờ mà. Còn không con? Dạ mới còn trước, tháng, trước khi đi quay luôn làm mơ làm chập đi quay xong mới đi quay mà. Ừ. Rồi còn gì nữa không? Đang xong cô nói được cho nghe nè. Dạ tính gọi là sao? Kể kỹ tính quá. Dạ đúng rồi. Dạ cầm ràm. Câu toan, kỹ tính. Kiểu nó hơi vô guồng quá, giống tại như ở trong quân đội vậy. Tại vì ông bừa bộn thì bả chắc chắn cầm ràm mà. Con lâu con cũng dọn nhà, con cũng dọn mọi thứ nhưng mà kiểu đó, hơi vô guồng quá. Bây giờ nè, cái khoảng cách tuổi tác có bao giờ thể hiện mình là người chị, một người kinh nghiệm, một người được sống lâu, hơn cho nên là hay dạy dỗ. Hay la đó, hay la. Dạ, thì... Có không? Có hay la mình dạ... không? Có la nhưng mà la những thứ mà con sai thôi. Đúng rồi, thôi đúng rồi. Nhưng mà kiểu la hay la là cái vụ con hay sàng thôi. Chỉ có la mỗi vụ đó thôi chứ. Còn lại con cũng nói là chưa biết là ai va chạm nhiều hơn ai nên cũng hay. Dạ. Thôi vậy là được rồi. Được, quá ngon. Cái mà trong cuộc sống á, mà cái người vợ mà hơn tuổi mình á, là cái người chồng ta sợ nhất cái kiểu mà luôn luôn người vợ coi mình là cái người kiểu như là người
nhỏ hơn, chưa trưởng thành. Là cái đó là cái sợ nhất á, là tại vì người ta luôn luôn người ta cảm giác là giống như là người ta chưa phải là một cái chỗ dựa vững chắc cho cái người vợ của mình. Mà cái đó là cái đàn ông ta tối kỵ á. Thành ra là con mà không có cái tính đó như vậy là rất tốt. Có nghĩa là rất tốt luôn. Rất là tâm lý á. Bây giờ là chung quy chỉ còn lại một cái gọi là ghen mộng á em, ghen mộng. Cô nói cho nghe. Khi mà con đã xác định là khi mà con đến với bạn này, con xác định 100% đàn ông là ngoại tình rồi. Thì giờ con đã biết như vậy rồi, con xác định như vậy rồi. Nhưng mà con vẫn lấy bạn. Thì có nghĩa là con đã chấp nhận cái kết luận của con rồi, đúng không? Thì con cứ nghĩ đến cái điều là gì nè. Từ cái ông thủ tướng, ông cũng có bồ. Con cứ nghĩ đi, đúng không? Rồi những cái người nữ, những cái nữ minh tinh mà phải là nhất thế giới, phải đẹp nhất thế giới, vào trong top, gọi là top 100 người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Mà ông chồng vẫn ngoại tình. Vẫn ngoại tình, đúng không? Thì con phải nhớ vậy nè, nó là thuộc tính của đàn ông rồi. Mà bây giờ đến thời đại này rồi là không phải chỉ có đàn ông ngoại tình mà đàn bà cũng ngoại tình nữa. Đó là mình đương nói là cái mặt bằng chung của tất cả mọi người, của cả cái xã hội. Còn nếu như trong gia đình của mình tiết chế hoặc là mình chận cái việc đó được bao lâu, được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Còn trong trường hợp mà cái chuyện đó có xảy ra thì đã trong cái phần lường trước của mình rồi. Cho nên không có việc gì mà mình phải bận tâm, mình suy nghĩ cho nó mệt. Đúng. Con hiểu với cô không? Dạ, con hiểu. Cái phần xác không là cái gì hết, ăn thua là cái phần hồn thôi. Đúng không con? Dạ. Cô nói thì cô hỏi thiệt con chứ, ngày nào con có ăn phở con chịu nổi không? Ngán thấy mồ, đúng không? Cũng phải đổi qua mì hay là cơm chiên, cơm ơ đồ, đúng không? Dạ. Thì cái việc đó nó cũng giống như là món ăn thôi. Đúng không? Dạ. Cái người đàn ông mà họ đi ngoại tình như là một món ăn mà họ muốn thay đổi, họ cần thay đổi. Nếu như chồng mình có là trong cái phần lường trước của mình rồi nha. Dạ, còn rồi. Nếu chồng mình không có, quá tốt. Dạ. Thực sự nhiều khi con có tin không? Nhiều khi cô cái này cô thôi nha, cô không có khuyên ai đâu nha, nhưng mà cô thấy nếu như bây giờ á mình như thế này, nhiều khi mình không có đủ sức khỏe, hoặc là nhiều khi mình sao ta, mình cũng không cũng bị nhiều. Thời gian nhiều, mình làm việc nhiều quá mà mình bắt chồng mình á phải chịu đựng mình quá nhiều, tự nhiên thấy tội nghiệp ổng. Tại vì cuộc đời con người ngắn ngủi lắm. Dạ. Và rất vô thường, con người ta sinh ra phải được hưởng thụ tất cả những cái gì mà cuộc sống cho người ta, rồi tự nhiên bây giờ mình chặt mình tém lại, tự nhiên bắt chồng mình khổ. Dạ, thì cũng rồi. Tội cho chồng mình. Còn ví dụ như mình không có nhu cầu đó, và mình có một cái nhu cầu khác, ví dụ như là mình làm cái việc này mình cảm thấy mình hạnh phúc, mình happy, vậy là mình sung sướng rồi, đúng không? Dạ, đúng rồi. Thì thành ra cô nói con là bây giờ đang có em bé, đúng không? Dạ. Đang có em bé, mình phải lo sức khỏe về thể chất, sức khỏe về tinh thần cho mình và cho con cho của em mình bé. Đúng không nè? Dạ. Nếu mà mình suy nghĩ nhiều quá, mình cả nghĩ nhiều quá, mình suy diễn nhiều quá là mình sẽ bị gì con biết không? Sau khi sanh là rất dễ bị trầm cảm. Đó. Đó, đó, cho nên là đừng có dạy mà như thế mình khổ. Con mình khổ chứ không ai khổ. Con cũng nghĩ như vậy. Đó. Đúng, cho nên con phải delete hết những cái gì mà cần. Con cũng nghĩ lường trước được cái câu chuyện là con có suy nghĩ là đàn ông sống với mình mà nó chỉ là 60 năm, 70 năm thì bây giờ mà bắt người ta luôn luôn ở bên cạnh có tình cảm với mình như hồi lúc mới yêu thì rất là khó, nên con chấp nhận là có thể do bản tính của đàn ông họ có thể đi ra ngoài tìm những niềm vui nhưng họ biết xác định đâu là nhà chính là được rồi. Nhưng mà nhiều khi nghĩ lại cũng hơi chạnh lòng, hơi buồn một xíu nếu như mà chồng mình như vậy á con, nên là kiểu lâu lâu kiếm chuyện vậy thôi. Đó là lo xa đó. Cái đó là lo xa đó. Còn con à, cô nói là bây giờ vợ con đang như thế này á thì bằng tất cả mọi cách con phải tạo cho vợ con một cái niềm tin là đúng rồi. Dạ. Ngày nào con cũng nâng niu chiều chuộng đúng như rồi. Bà chứng tuyệt vời đúng rồi đó là như nhưng vậy. Mà cứ suy nghĩ vậy là thì từ từ bớt suy nghĩ thôi nãy về chính suy vì cái câu mà con nói á, thật ra là con nhỏ hơn nhưng mà chưa biết ai ra đời sớm hơn. Dạ. Cho nên chính cái câu đó của con, chú đánh giá rằng con rất là trưởng thành, rất là trưởng thành luôn. Rất là chững chạc, rất là chuẩn mực luôn. Và hy vọng ngoại hình thì cũng đã cứng cỏi gọi là rồi. như là hơn con á, già hơn Phương Anh luôn, thiệt luôn á. Dạ. Nhưng mà bây giờ chú chỉ có một cái chia sẻ với con, có nghĩa là vợ đang trong cái trạng thái sắp tới đây sẽ yếu đi nhiều, thậm chí là làm việc sẽ ít hơn, cho nên cái việc bừa bộn mình phải sắp xếp lại, bớt lại. Và thậm chí là phải làm việc nhiều hơn. Vợ nó tỉ quá, nó sạch quá. Nghe, nghe chưa? Để cho vợ vui. Vợ vui thì con nó vui. Vợ mà lâm bồn, vợ đẻ mà trong cái tâm trạng là vui vẻ, hạnh phúc thì con nó sẽ xinh, sẽ đẹp, sẽ vui hơn. Cô chưa nói nha. Nó mà sạch sẽ như vậy là mình lời á. Con mình lời, tại vì sau này con mà khi nó bò đó con, cái sàn mà con tưởng tượng mà nó dơ là tội con lắm luôn á. Không, từ các bạn này sẽ thay đổi nha. Các bạn đã không lựa chọn cái việc là chúng ta gặp nhau như thế nào, nhưng mà trong hạnh phúc là các bạn đã lựa chọn và lựa chọn rất đúng.
Và chúc mừng hai bạn đã tìm được cái người bạn đời rất xứng đáng, rất hợp với mình. Chúc mừng các bạn, bởi vì các bạn là hạnh phúc, là lựa chọn. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn cô Dương. Rồi.